một trận trời đất quay cuồng về sau tô huyền linh bảo thiên tôn cửu u chiến hoàng u minh tử bốn người xuất hiện ở một mảnh xa lạ cảnh tượng bên trong nơi này có một mảnh liên miên đồi núi bích lập thiên nhận đứng vững quỳnh tiêu mà mọi người thì là ở vào phiến thiên địa này chính giữa phía trước là có một tòa nguy nga đứng vững cổ lão cung điện tràn ngập vô cùng vô tận u minh chi khí tràn ngập giữa thiên địa tòa cung điện này thật rất lớn cùng nói đây là một mảnh mộ huyệt chẳng bằng nói hắn chính là một tòa cổ lão di tích đây chính là truyền thuyết bên trong truyền thừa mộ huyệt sao u minh tử kinh ngạc phát ra tán thưởng hắn từng nghe chính mình phụ thân nói qua cái này truyền thừa mộ huyệt ẩn chứa trong đó kinh khủng đại cơ duyên là thật sự có thể khiến người ta nghịch thiên quật khởi mà bây giờ hắn vậy mà tránh thức gặp được cái này tòa tồn tại ở truyền thuyết bên trong truyền thừa mộ huyệt cái này khiến u minh tử đột nhiên biến đến hưng phấn lên truyền thừa mộ huyệt từng tại vạn năm trước mở ra một lần để một vị tu sĩ ngẫu nhiên tiến nhập trong đó từ đó quật khởi thành tựu thương thiên táng thổ tối cường một trong mấy người. Bây giờ, rốt cục lại lần nữa mở ra. Nhìn chăm chú trước mắt tòa này nguy nga mộ huyệt, cửu u chiến hoàng cũng là hưng phấn lên, một đôi đục ngầu trong con ngươi đều bắn ra quang mang mãnh liệt, thần thái sáng láng. Truyền thừa trong huyệt mộ tồn tại cơ duyên, ta ngược lại muốn nhìn xem. Tô Huyền nhìn lấy cái này tòa cổ xưa mộ huyệt, trong lòng cũng có chút hiếu kỳ. Đi, vào xem. Tô Huyền nhàn nhạt, nhạt mở miệng. Tốt. Ba người lập tức gật đầu mấy người đến gần lại là phát hiện tòa này cung điện nhập khẩu rõ ràng là có một mảnh cửa lớn đứng vững đem mộ huyệt cùng ngoại giới ngăn cách cái này phiến đại môn vô cùng to lớn phía trên khắc lấy huyền ảo phức tạp chú văn tản ra nhàn nhạt, nhạt u quang xem ra mười phần bất phàm trận pháp linh bảo thiên tôn nhìn ra trong đó môn đạo đại nhân để cho ta thử một chút u minh tử lập tức mở miệng muốn tại tô huyền trước mặt biểu hiện tốt một chút một chút ngươi đi đi u minh tử nghe vậy trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn đi hướng cửa lớn ánh mắt ngưng tụ một quyền đánh ra oanh nhất thời một kịch liệt tiếng oanh minh nổ vang quanh quẩn tại phiến thiên địa này ở giữa bành ngay sau đó một tiếng trầm trọng nện địa chi vang lên chỉ thấy cửa lớn tại u minh tử một quyền này phía dưới lại chỉ là sinh ra hơi hơi gợn sóng kim quang dập dờn sau đó liền cấp tốc khôi phục nguyên dạng không hề động một chút nào mà U Minh Tử cũng là bị cửa lớn phản xạ xuất lực lượng cho trực tiếp đánh bay ra ngoài. Thật kiên cố một đạo cửa lớn. Trên mặt đất, U Minh Tử biến sắc, trợn mắt hốc mồm. Phải biết hắn nhưng là Tiên Tôn trung kỳ tu vi, toàn lực một quyền phía dưới càng là có thể bộc phát ra sánh vai Tiên Tôn hậu kỳ chiến lực, nhưng là vẫn như cũ không thể đem cái này phiến đại môn dung chuyển mảy may. "Tiểu tử, ngươi vẫn là quá non, để cho ta tới." Một tiếng khàn giọng chi vang lên, Cửu U Chiến Hoàng trực tiếp xông tới đồng dạng vung ra một quyền tự tin vô cùng. Oanh, Bành, có thể một quyền này kết quả lại là hoàn toàn vượt ra khỏi cửu u chiến hoàng đoán trước. Hắn lại cùng u minh tử một dạng. Cửa lớn phía trên trận pháp như là mặt nước một dạng, sinh ra hơi hơi dập dờn, lại là vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào, liền một điểm dấu vết đều không có để lại. Cánh cửa này càng như thế có môn đạo. Trong nháy mắt, cửu u chiến hoàng cũng bị khiếp sợ đến. Hắn như là tiên tôn đỉnh phong, nửa bước tiên đế vậy mà đồng dạng lay không động được cửa lớn mảy may cửu u chiến hoàng đều lay không động được cánh cửa này sao xem ra cái này truyền thừa trong huyệt mộ cơ duyên không nhỏ à nhìn đến kết quả như vậy tô huyền trên mặt lại là hiện ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt nhẹ giọng lẩm bẩm sau đó tô huyền đưa tay oanh ra một quyền oanh trong nháy mắt kinh thiên động địa quyền quang che mất hết thảy trói mắt khiến người ta mở mắt không ra đợi đến quyền quang rút đi mọi người mới gặp cửa lớn đã bị nện thành phấn vụn nhắc lên đầy trời bụi mù cửa mở t không hổ là đại nhân tốt thực lực kinh khủng u minh tử đồng tử co rụt lại phía sau lưng phát lạnh gương mặt rung động thật mạnh giờ khác này cửu u chiến hoàng cũng không khỏi đến sợ hãi than nói hắn nửa bước tiên đế đều không thể dung chuyển mảy may cửa lớn tại tô huyền trước mặt lại giống như là một lớp giấy một dạng bị tùy tiện oanh mở nhìn thấy kết quả như vậy Tô Huyền chỉ cảm thấy mình nhận biết bị lại một lần nữa đổi mới. Xem ra coi như không có tu hành cái này tiên kinh, ta cũng mãi mãi cũng phản bội không được cái này tuổi trẻ đại nhân." Cửu U Chiến Hoàng thầm nghĩ trong lòng. "Đi thôi, vào xem bên trong có cái gì." Một quyền oanh mở truyền thừa Mộ Huyệt cửa lớn, Tô Huyền thần sắc lại là vẫn như cũ bình thản, nhàn nhạt mở miệng. "Mọi người nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu, đều là theo chân Tô Huyền tiến vào truyền thuyết này bên trong truyền thừa Mộ Huyệt. Tiến vào truyền thừa Mộ Huyệt Cô Huyền xem chừng bốn phía, phát hiện tòa này mộ huyệt đích thật là bên trong có càn khôn, diện tích rất lớn, chia làm rất nhiều chủ mộ. Bên cạnh mộ, mỗi một gian trong huyệt mộ đều có nồng đậm đạo vận lan tràn mà ra tràn ngập toàn bộ không gian. Đồng thời, nơi này mỗi một gian mộ huyệt đều có đặc thù không gian pháp tắc, đưa chúng nó bảo hộ lấy. Người bình thường coi như đạt tới nơi này cũng căn bản là không có cách tiến vào. Thật là nồng nặc đạo vận, nơi này nhất định có lấy đại cơ duyên. U Minh Tử kích động nói như vậy nồng đậm đạo vận nhất định có lấy trường sinh dược tiên kinh tiên binh loại hình bảo bối cửu u chiến hoàng cũng rất kích động lẩm bẩm những thứ này mộ huyệt chia làm chủ mộ cùng bên cạnh mộ chủ mộ ta muốn bên cạnh mộ cơ duyên lưu cho các người tô huyền nhìn lấy u minh tử cùng cửu u chiến hoàng nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói ra tốt hai người lúc này kích động gật đầu có thể được đến bên cạnh mộ cơ duyên bọn hắn đã tương đương thỏa mãn đến mức chủ kia mộ cơ duyên bọn hắn vốn là không nghĩ tới nhất định là thuộc về tô huyền bởi vậy tô huyền có thể đem bên cạnh mộ cơ duyên lưu cho bọn hắn đã để bọn hắn vạn phần mừng rỡ chợt u minh tử cùng cửu u chiến hoàng chính là chia binh hai đường hướng về bên cạnh mộ mà đi cấp thiết nghĩ muốn đạt được trong đó cơ duyên càng tiến một bước linh bảo chúng ta trực tiếp đi chủ mộ tô huyền đối linh bảo thiên tôn nói tốt linh bảo thiên tôn cười gật đầu chợt Tô Huyền cùng Linh Bảo Thiên Tôn liền hướng thẳng đến tòa này truyền thừa mộ huyệt chủ mộ mà đi. Chủ mộ ở vào cung điện Hạch Tâm khu vực, ẩn chứa đứng đầu nhất truyền thừa, bởi vậy cũng bị một cỗ càng càng mênh mông uy áp bao phủ. Nhưng loại này cấp bậc uy áp, đối với Tô Huyền cùng Linh Bảo Thiên Tôn tới nói, rõ ràng không tạo được bất cứ uy hiếp gì. Hai người rất mau tới đến truyền thừa mộ huyệt Hạch Tâm khu vực, gặp được tọa lạc tại nơi này chủ mộ. Soát, mà liền tại Tô Huyền cùng Linh Bảo Thiên Tôn tiến vào chủ mộ khu trong nháy mắt, đúng là lập tức liền có một thân ảnh màu đen hướng về hai người cấp tốc đánh giết mà đến. Cái quái gì? Một cái hắc chuột. Tô Huyền ánh mắt ngưng tụ, thần sắc hơi hơi ba động. Thiên đế, đây là thủ mộ thần thú, một số đỉnh tiêm đại năng sau khi chết sẽ lưu lại bọn chúng làm mộ huyệt thủ hộ giả. Linh Bảo Thiên Tôn vì Tô Huyền giải thích nói. Thì ra là thế. Tô Huyền gật gật đầu, thân ảnh lóe lên, chính là tránh thoát thủ mộ thú công kích. Lúc này, Tô Huyền cũng thấy rõ cái kia thủ mộ thú chân thực diện mạo, rõ ràng là một cái đỏ mắt con chuột lớn. Thời khắc này đỏ mắt con chuột lớn một kích vô hụt, chừng lấy một đôi huyết hồng con người. Bất thiện nhìn chằm chằm Tô Huyền cùng Linh Bảo Thiên Tôn hai người, phóng xuất ra một áp lực đáng sợ bao phủ ở trong không gian. Có thể trở thành đỉnh tiêm đại năng thủ mộ thần thú, sinh linh như vậy nhất định bất phàm, thực lực không thể khinh thường. Giống trước mắt cái này đỏ mắt con chuột lớn, hắn tu vi đúng là đạt đến dọa người tiên tôn hậu kỳ chi cảnh. Tu vi như vậy, đặt ở thương thiên táng thổ, đặt ở tiên giới, đều đã có thể xưng là cường giả. Ta vì mộ huyệt thủ hộ giả, các ngươi muốn bước vào mộ huyệt, trừ phi bước qua thi thể của ta." Đỏ mắt con chuột lớn băng lãnh nhìn chăm chú lên Tô Huyền cùng Linh Bảo Thiên Tôn, phát ra băng lãnh khàn giọng thanh âm. "Đây là Phệ Linh Thử à?" Tô Huyền nhìn lấy cái này đỏ mắt con chuột lớn, hơi kinh ngạc. "Phệ Linh Thử, đây chính là truyền thuyết bên trong sinh linh, thôn thiên phệ địa, có thể đem vạn vật đều làm sự vật của hắn, làm bản thân lớn mạnh." Thiên đế gia hỏa này cũng là phệ linh thử, thôn phệ vạn vật, đắp nặng linh thân, vạn cổ bất hủ. Ha ha, đã nhận biết bản tọa, các ngươi còn là nhanh chóng rời đi thôi. Phệ linh thử hai mắt huyết hồng, như là hai vầng huyết nguyệt đồng dạng, tản ra huyết hồng u quang, khàn giọng mở miệng. Dưới tình huống bình thường, phệ linh thử là nhất định muốn đem xâm lấn giả mặt sát, nhưng nó cảm nhận được Tô Huyền cùng Linh Bảo Thiên Tôn bất phàm, trong lòng biết được, nếu là đánh lên, chính mình không nhất định có thể thắng, mới sẽ nói như thế phệ linh thử rất tốt sủng vật về sau muốn hay không theo ta tô huyền nhìn chằm chằm phệ linh thử nhàn nhạt mở miệng phệ linh thử chính là truyền thuyết bên trong sinh linh tiềm lực vô cùng bất khả hạn lượng nếu là có thể đem thu phục cũng là vẫn có thể xem là một loại lựa chọn rất tốt muốn cho ta theo ngươi buồn cười ngươi có ta chủ nhân lợi hại như vậy sao phệ linh thử cười lạnh chủ nhân của ngươi người nào ta chưa hẳn không có hắn lợi hại tô huyền cười nhạt chủ nhân của ta đây chính là được xưng cửu u đại đế nam nhân đánh khắp táng thổ vô địch thủ thống nhất cả thương thiên táng thổ hiệu lệnh ức vạn âm bình phệ linh thử lớn tiếng nói thanh âm bên trong mang theo kiêu ngạo chỉ ý cửu u đại đế không gì hơn cái này ta mạnh hơn hắn nhiều lắm rất nhanh liền cũng có thể làm được cái kia dạng tô huyền nghe vậy mặt không biểu tình trực tiếp mở miệng nói ngữ khí đạm mạc mà cuồng vọng ừm trong nháy mắt phệ linh thử có chút mộng bức một mặt kinh ngạc nhìn trước mắt cái này tóc trắng thanh niên có loại đang nhìn đần độn cảm giác. Tiểu tử, tuy nhiên thực lực ngươi không tầm thường, nhưng ngươi có biết chính mình đang nói cái gì? Chỉ bằng thực lực ngươi bây giờ, cho dù Ngũ vực Táng Hoàng Đô không nhất định đánh thắng được, chớ nói chi là thống nhất toàn bộ Táng thổ, hiệu lệnh ức vạn âm binh. Rất rõ ràng, Phệ Linh thử cũng không tin Tô Huyền, đối Tô Huyền lạnh giọng giễu cợt nói: "Ha ha, Ngũ vực Táng Hoàng tính là thứ gì, ta đưa tay có thể diệt, đến mức thống nhất Táng thổ, cái kia cũng bất quá là ta nhất niệm chi gian sự tình." bị phệ linh thử trào phúng tô huyền cũng không tức giận thân sắc vẫn như cũ không thay đổi nhàn nhạt, nhạt mở miệng tự tin mà cuồng vọng thật không biết ngươi ở đâu ra tự tin trước trấn áp ta lại nói phệ linh thử quát lạnh một tiếng hé miệng đúng là trong nháy mắt có vô cùng vô tận u minh chi khí theo trong miệng của hắn giống như thủy triều phun ra ngoài bao phủ toàn bộ không gian hướng về tô huyền vọt tới muốn đem tô huyền bao phủ ngươi cái này con chuột nhỏ ta nói đều là sự thật à làm sao cũng không tin ta đây Tô Huyền gặp Phệ Linh thử xuất thủ, cười nhạt một tiếng, khóe miệng hơi hơi truyền ra lộ ra một vẻ trêu tức, sau đó đưa tay, một quyền đánh ra. Kinh thiên động địa quyền quang như là một vòng mặt trời đồng dạng sáng lên, chiếu phá hết thảy. Trong nháy mắt, vô cùng vô tận u minh chi khí xua tan. Oanh, quyền quang rút đi, Phệ Linh thử bị Tô Huyền một quyền đập vào mặt đất, thân thể run rẩy, gương mặt hoảng sợ. Tiên tôn đỉnh phong, nửa bước tiên đế, ngươi cốt linh rõ ràng không đến cả nhà. Vì sao có thể đi đến loại này tình trạng? Phệ Linh thử bị Tô Huyền một quyền đập ngã về sau, chỉ cảm thấy đầu choáng váng, có chút không cách nào suy tư. Tại trong cảm nhận của hắn, trước mắt cái này tóc trắng thanh niên rõ ràng còn trẻ như vậy, khí huyết như là một vòng mặt trời đồng dạng hừng hực, nhưng tu vi lại là cao đến dọa người, chiến lực càng là khủng bố. Vừa mới một quyền kia, Phệ Linh thử cảm thấy, cho dù là chủ nhân của hắn đều không thể ngăn cản. Thế nào, ta không có lừa gạt ngươi chứ? ta có phải hay không so chủ nhân của ngươi còn muốn càng mạnh." Tô Huyền nhìn lấy Phệ Linh thử, cười nói. Phệ Linh thử không nói gì thêm, lâm vào trầm mặc, không gian hoàn toàn yên tĩnh. Sau một hồi lâu, Phệ Linh thử mới lên tiếng lần nữa, "Vừa mới một quyền kia, ngươi dùng mấy thành thực lực?" "Một thành đi, nếu là ta dùng hai thành, ngươi đã là một cỗ thi thể." Tô Huyền nghĩ nghĩ, vừa cười vừa nói, "Oanh." Tô Huyền lời nói thì giống như từng đạo thiên lôi một dạng hung hăng bổ vào Phệ Linh thử trong lòng để thân thể của hắn dốc hết ra càng thêm lợi hại sau lưng có mồ hôi lạnh chảy xuống không đến một tầng nghe vậy phệ linh thử cảm thấy vô cùng thật không thể tin nhưng chính hắn cũng có thể cảm nhận được tô huyền vừa mới một quyền kia căn bản không có vận dụng bao nhiêu lực lượng chỉ là một góc băng sơn đây cũng chính là nói muốn là tô huyền vừa mới thật lại nhiều dùng một điểm lực lượng hắn thật đã trở thành một bộ thi thể lạnh băng ngươi không phải thương thiên táng thổ sinh linh đến từ ngoại giới ngươi là ai sau chốc lát im lặng phệ linh thử hỏi theo ta ngươi về sau sẽ biết đối với cái này tô huyền lại là không có trực tiếp trả lời phệ linh thử vấn đề mà là như vậy nói theo ta ngươi về sau tuyệt sẽ không vì ta thủ mộ bởi vì ta đem bất hủ tô huyền lên tiếng lần nữa ngữ khí vẫn như cũ bình thản thế nhưng cỗ nồng đậm tự tin lại là vô cùng mãnh liệt thế nhưng là phệ linh thử nghe tô huyền nói như vậy đã có chút do so dự lâm vào trầm tư tiểu hắc nghe hắn à đi theo hắn đi thôi rời đi nơi này đã nhiều năm như vậy, ngươi cũng tận cái kia tận nghĩa vụ, đi qua ngươi chính mình nhân sinh đi. Mà liền tại Phệ Linh Thử Lâm vào trầm tư thời khắc, một đạo du dương, như có như không thanh âm lại là chợt từ cái này chủ trong mộ truyền ra quanh quẩn ở trong không gian, kéo dài không thôi. Chủ nhân. Nghe được thanh âm này, cái này linh khoai sắc mặt đại biến, trong nháy mắt biến đến vô cùng kích động lên, một đôi huyết hồng con ngươi cũng là trong nháy mắt biến đến ướt át, có hồng quang pha trộn. Cửu U đại đế. Nghe được thanh âm này, Tô Huyền cùng Linh Bảo Thiên Tôn cũng là cả kinh, nhìn về phía chủ kia mộ. Chỗ đó, u minh chi khí phun trào, lại là có một hư ảnh đang từ từ ngưng kết. Tiểu Hắc, đã lâu không gặp. Rất nhanh, hư ảnh kia triệt để hiển hiện, nhìn chăm chú lên Phệ Linh Thử, mở miệng cười. Đó là một cái toàn thân bị thuần túy u minh chi khí bao phủ nam tử, mặt mày như kiếm, mắt như u uyên, sợi tóc tung bay, xem ra vô cùng thần bí. Ô ô ô, chủ nhân, đã lâu không gặp nhìn thấy cửu u đại đế hư ảnh hiện lên phệ linh thử cái kia huyết hồng hai con mắt đúng là trong nháy mắt ẩm ướt có nước mắt trượt xuống tiểu hắc bao nhiêu tuế nguyệt đi qua ngươi vẫn như cũ thủ hộ lấy ta hiện tại có tốt hơn tùy tùng giả ngươi liền rời đi thôi cửu u đại đế hư ảnh mặt mỉm cười nhìn chăm chú lên phệ linh thử nói khẽ hàn thanh âm vẫn như cũ như có như không dường như đến từ thái cổ vượt qua tuế nguyệt trường hà truyền đến đương thế nhưng lại sau vừa mới muốn rõ ràng hơn nhiều chủ nhân ta chỉ muốn theo ngươi đợi cùng một chỗ. Phệ Linh thử khóc thuật. Vạn cổ rằng giặc, bất quá một cái búng tay. Bất chi thiên thượng cung khuyết, kim tịch thị hà niên. Kẻ đến sau, ngươi chính là ta một mực chờ đợi người, đi vào đi, những truyền thừa khác chính là vì ngươi chuẩn bị. Cửu U Đại Đế quay đầu nhìn về phía Tô Huyền, như vực sâu trong mắt lấp lóe quang huy, chậm chậm nói. Tiền bối, ngươi nói, ta là ngươi một mực tại chờ đợi người. Tô Huyền cũng nhìn về phía Cửu U Đại Đế hư ảnh, cùng cửu u đại đế nhìn nhau, hơi nghi hoặc một chút, cũng có chút hổ thẹn. Vừa mới chính mình còn đối với đối phương nói năng lỗ mãng tới đây. Thiên phú vạn cổ vô nhất, tài tình kinh thiên động địa. Ngươi thật sự chính là ta một mực tại chờ đợi người, không có người so ngươi càng thêm thích hợp. Cửu u đại đế hư ảnh thật sâu nhìn chăm chú lên tô huyền, một đôi con người đen nhánh dường như xem thấu hết thảy. Tiểu Hắc, nhớ kỹ, vị này tóc trắng thanh niên liền là của ngươi tân chủ nhân, gặp hắn như gặp ta, dẫn hắn đi vào, đem ta truyền thừa đều cho hắn cửu u đại đế hư ảnh bắt đầu lấp lóe đang từ từ tiêu tán đối phệ linh thử dặn dò ấy tiền bối tô huyền là muốn hỏi chút gì nhưng đối phương hư ảnh lại là tại trong tích tắc triệt để tiêu tán chủ mộ khu hoàn toàn yên tĩnh cửu u đại đế hư ảnh triệt để tiêu tán về sau phệ linh thử giống như là trực tiếp hỏng mất đồng dạng co quắp ngồi dưới đất nước mắt không ngừng theo trong mắt trượt xuống sinh không thể yêu ô ô ô chủ nhân nhiều như vậy năm tháng đi qua rốt cục gặp lại ngươi một lần ngươi làm sao nhanh như vậy thì lại cách ta mà đi đây phệ linh thử khóc hai mắt đỏ bừng thanh âm nghẹn ngào vô cùng bi thương tiểu hắc ngươi về sau liền theo ta đi ta tuyệt sẽ không để cho ngươi vì ta thủ mộ tô huyền hơi hơi rung động nhẹ giọng mở miệng phệ linh thử nghe vậy càng khóc dữ dội hơn nước mắt rơi như mưa cái này khiến tô huyền cùng linh bảo thiên tôn đều là cảm thấy một trận bất đắc dĩ nhưng cũng không thể tránh được chỉ có thể chờ đợi lấy phệ linh thử khóc xong sau một hồi lâu phệ linh thử mới khôi phục cảm xúc từ dưới đất đứng lên nhìn chằm chằm tô huyền đã chủ nhân cũng cho ta theo ngươi vậy ta liền theo ngươi đi hy vọng ngươi không có một ngày như vậy phệ linh thử nói như vậy quanh thân u quang lấp lóe hóa thành hình người chính là một cái thân thể nhỏ gầy da thịt tối tăm nam tử nam tử tặc mi thử mục lớn lên thật tựa như cái chuột một dạng khiến người ta có chút buồn cười tiểu hắc ngươi bộ dáng này vì sao trộm cảm giác nặng như vậy tô huyền nhịn không được nói ra tiểu hắc tiểu hắc có chút im lặng nhưng cũng không nói gì mà chính là nhìn về phía trước chủ mộ chủ nhân nói để cho ta mang các ngươi đi vào các ngươi có nên đi vào hay không đương nhiên không phải vậy chúng ta tới nơi này làm gì linh bảo thiên tôn lập tức nói tiểu hắc cửu u đại đế có thể mới nói muốn đem hắn truyền thừa lưu cho ta ta nếu là không muốn chẳng phải là cô phụ hắn một phen tâm ý tô huyền mỉm cười nói ra Vậy các ngươi đi theo ta. Điểm đen nhỏ đầu. Chợt, Tiểu Hắc liền dẫn Tô Huyền cùng Linh Bảo Thiên Tôn hai người tránh thức tới gần chủ mộ. Đến phụ cận, Tô Huyền cùng Linh Bảo Thiên Tôn hai người mới phát hiện, chủ này mộ cũng chia là ba đại mộ huyệt, lại mỗi một gian mộ huyệt đều có khác biệt khí tức từ trong đó thẩm thấu ra. Một gian chính là giống như thủy triều, vô cùng vô tận u minh chi khí. Một gian chính là nồng nặc dược hương. Còn có một gian thì là dồi dào đạo vận. Tới gần nơi này tam đại chủ mộ Tô Huyền con mắt lóe sáng lên, trong lòng hơi hơi kích động. Không biết chủ này trong mộ cơ duyên có thể hay không để cho chính mình bước ra một bước kia. Chủ nhân truyền thừa chia làm ba loại, phân biệt tại ba đại trong huyệt mộ, ngươi muốn tiên tiến cái nào mộ huyệt. Đến cái này ba tòa chủ mộ trước đó, Tiểu Hắc quay đầu nhìn về phía Tô Huyền, hỏi. Ừm, cảm thụ được cái này tam đại chủ mộ khí tức Tô Huyền, đem ánh mắt như ngừng lại gian kia tản ra nồng đậm u minh chi khí mộ huyệt, chỉ hướng nó. Gian này đi, như vậy nồng đậm u minh chi khí ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút trong này truyền thừa đến tột cùng là cái gì cái kia cùng ta đi vào đi tiểu hát nghe vậy huyết hồng trong mắt lóe qua một vệt quang mang lóe qua một vệt tia sáng kỳ dị nhẹ nhàng gật đầu đưa tay nhẹ nhàng đặt ở trên cánh cửa kia leng keng một thanh âm thanh thúy vang lên cửa lớn phía trên nổi lên nhàn nhạt gợn sóng hơi hơi dập dờn cũng tách ra u màu tím quang mang giống như là một chiếc màu tím đèn lồng một dạng chiếu sáng toàn bộ không gian, lại lộ ra đến vô cùng thần bí. Răng rắc, lại một thanh âm thanh thúy vang lên, cửa lớn lên tiếng mà ra. Oanh, tại cửa lớn mở ra trong nháy mắt, một cỗ dồi dào uy áp đập vào mặt, như là to lớn sóng biển một dạng hướng về tô huyền mấy người đè xuống. Cái này uy áp vô cùng cuồn cuộn, cơ hồ có thể đem một tên tiên tôn trong nháy mắt mà sát, nhưng tô huyền mấy người lại là không sợ, sắc mặt hơi đổi một chút về sau liền khôi phục bình thường. Sau đó, mấy người chân chính bước vào căn này mộ huyệt tiến vào căn này mộ huyệt tô huyền ngắm nhìn bốn phía phát hiện nơi này tựa như là một mảnh đại dương màu tím đồng dạng bị vô cùng vô tận u minh chi khí bao phủ thật là nồng nặc u minh chi khí trong này đến tột cùng có cái gì tiến vào nơi này tô huyền cũng là có chút hiếu kỳ dùng trung đồng hướng về phía trước không gian nhìn qua chỉ thấy cái kia bị vô cùng u minh chi khí bao phủ trong không gian lại là có một miệng đen nhánh quan tài lẳng lặng nằm đen nhánh quan tài phía trên khắc lấy các loại thần bí quỷ dị phù văn khiến người ta căn bản ý giải không được tựa hồ là đến từ cái kia vô cùng tuế nguyệt trước đó văn tự mà cái kia vô cùng vô tận u minh chi khí đương nhiên đó là theo cỗ quan tài kia bên trong lan tràn ra một cái quan tài bên trong là cửu u đại đế thi thể sao nhìn đến khẩu này đen nhánh quan tài tô huyền trong mắt lóe qua hiếu kỳ quang mang nhìn về phía tiểu hắc thấp giọng hỏi không sai cái này cỗ quan tài thì là chủ nhân Tiểu Hắc trả lời, mắt không chớp nhìn chăm chú lên phía trước quan tài, hốc mắt lại lần nữa hơi hơi ẩm ướt. Căn này mộ huyệt truyền thừa là một cái quan tài. Tô Huyền hơi nghi hoặc một chút. Không phải đã nói ba đại truyền thừa sao? Một cái quan tài có làm được cái gì? Ta cũng không biết. Tiểu Hắc lắc đầu, trong mắt cũng có được hiếu kỳ quang mang lấp lóe. Nhìn xem liền biết. Tô Huyền đi lên trước, tới gần đen nhánh quan tài, hướng về bên trong nhìn qua. Ừm, một mảnh hư vô, không có cái gì làm tô huyền thấy rõ quan tài cảnh tượng bên trong về sau lại là biến sắc phát hiện trong đó cái gì đều không có tựa như đen kịt một màu hư vô không gian không có cái gì làm sao có thể nghe tô huyền nói như vậy tiểu hát đồng tử bỗng nhiên co rụt lại sắc mặt đại biến trong nháy mắt đi tới hướng về đen nhánh trong quan tài xem xét nhất thời một mặt ngương trọng lại mê mang không cần phải à những năm gần đây ta một mực tận hết chức vụ chưa bao giờ khiến người ta tới gần chủ mộ chỉ nhớ rõ chưa nhiều tuế nguyệt trước đó có một vị tu sĩ tiến vào nơi này nhưng bị ta cưỡng chế di rời cũng không quay đầu lại cho nên cái này quan tài làm sao lại trở thành một miệng hư không quan tài đâu tiểu hắc mặt biến đến vô cùng ngương trọng thấp giọng lẩm bẩm hắn tại cố gắng nghĩ lại lấy những thứ này tuế nguyệt đến nay phát sinh sự tình nhưng là căn bản không nhớ rõ có bất kỳ sinh linh vượt qua hắn tiến vào trong đó qua thiên ca nếu như ta không nhìn lầm cái này cỗ quan tài hẳn là đã bị luyện hóa thành một cái độc lập tiểu thế giới lúc này linh bảo thiên tôn tới nhìn cái này đen nhánh quan tài liếc một chút đồng dạng có chút kinh ngạc nói bị luyện hóa thành một cái độc lập tiểu thế giới nghe vậy tô huyền cái kia lâu dài như là một đầm nước đọng đồng dạng trên mặt đều toát ra chấn kinh chi sắc có chút không thể tin nhìn lấy linh bảo thiên tôn linh bảo ý của ngươi là nói cửu u đại đế trải qua vô tận tuế nguyệt đem chính mình thân thể cùng cái này cỗ quan tài cùng một chỗ luyện hóa thành một cái thế giới tô huyền lần này là thật bị khiếp sợ đến đem tự thân luyện hóa thành một cái thế giới dạng này thủ bút có thể rất lớn à là hư vô hỗn độn không gian pháp tác tràn ngập đây chính là một cái tiểu thế giới linh bảo thiên tôn vây quanh đen nhánh quan tài dạo qua một vòng sau cùng triệt để xác nhận cái nhìn này chủ nhân hắn càng đem chính mình luyện hóa thành một cái tiểu thế giới giờ khác này tiểu hắc thần sắc cũng là có chút phức tạp trong lúc nhất thời đúng là không biết mình là nên khóc hay nên cười mới tốt cho nên nói căn này mộ huyệt truyền thừa cũng là cái này một cái quan tài tô huyền kinh ngạc đem một cái quan tài coi như truyền thừa truyền xuống loại hình thức này truyền thừa tô huyền cũng là lần đầu tiên gặp nói không kinh ngạc là không thể nào tiểu hắc ngươi đừng khó qua cửu u đại đế đem tự thân luyện hóa thành một cái tiểu thế giới chỉ cần quan tài không hủy cái kia ý chí của hắn liền sẽ một mực tồn tại tuyên cổ bất hủ đây là một chuyện tốt mới đúng lúc này linh bảo thiên tôn chú ý tới một mình ảm nhiên tiểu hắc Đi hướng hắn, nhẹ nhàng vỗ vỗ vai của hắn, đối với hắn nói ra. Linh bảo thiên tôn một câu ra toàn bộ không gian đột nhiên lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, tiểu hắc rơi vào trầm mặc. Nói như vậy, giống như cũng có đạo lý. Sau một hồi lâu, tiểu hắc giật mình, trong mắt cũng nhiều chút hào quang. Cửu U đại đế đã chết. Nghĩ như vậy, tựa hồ thật sự có thể dễ chịu một điểm. Có cái này quan tài, ta liền có thể đem trọng yếu người mang theo trên người, sẽ không lại xuất hiện loại kia sinh ly tử biệt tiếc nuối nhìn trước mắt khẩu này đen nhánh quan tài tô huyền nhẹ giọng lẩm bẩm chợt tô huyền vung tay lên trực tiếp đem đen nhánh quan tài thu hồi tiểu hắc mang bọn ta đi cái kế tiếp chủ mộ đi tô huyền mở miệng được điểm đen nhỏ đầu mang theo tô huyền linh bảo thiên tôn đi vào một cái khác trong huyệt mộ căn này mộ huyệt có rồi rào đạo vận lan tràn ra để tô huyền rất ngạc nhiên tiến vào trong đó tô huyền ánh mắt nhất thời sáng lên chỉ thấy căn này trong huyệt mộ đúng là trưng bày nửa cái mộ huyệt nhiều tiên binh tiên khí cùng một số hắn bảo bối của hắn tất cả đều là trí bảo nơi này mỗi một kiện bảo bối xuất ra đi cái kia cũng là có thể nhắc lên một trận gió tanh mưa máu tồn tại nhiều như vậy đồ tốt lần này thật sự là thu hoạch lớn à quét mắt những bảo bối này tô huyền nhịn không được phát ra kinh thán hắn không biết cửu u đại đế là như thế nào làm đến những bảo bối này hoài nghi cửu u đại đế căn bản cũng không có đơn giản như vậy nhưng giờ phút này muốn biết những cái kia cũng là không thể nào. Tô Huyền phất phất tay, đem sở hữu bảo bối bỏ vào trong túi. Sau đó, Tô Huyền để tiểu hắc mở ra cái cuối cùng chủ mộ cửa lớn. Căn này mộ huyệt có vô cùng nồng nặc dược hương tràn ngập. Lúc ở bên ngoài, Tô Huyền liền biết trong đó nhất định là trường sinh dược, bất tử dược loại hình bảo bối. Làm sau khi tiến vào, kết quả cũng quả nhiên không ra Tô Huyền sở liệu. Trong đó, thật liền có phía trên 10 khỏa tiên thụ, thành trăm gốc tiên thảo. Những thứ này tiên thực, tất cả đều là thuần một sắc trường sinh dược. Đồng thời những thứ này trường sinh dược đã thành thục, đặt ở trường sinh dược bên trong đều là thượng phẩm. Nhiều như vậy trường sinh dược, đây là thực sự muốn để ta đi đến tuyệt đỉnh à? Duy nhất một lần nhìn thấy nhiều như vậy trường sinh dược, Tô Huyền trong mắt đột nhiên có quang mang mãnh liệt lóe qua, trong lòng có chút cảm khái. Trước kia, chính mình vì một gốc trường sinh dược, vậy nhưng đều phải cùng cái khác cường giả ra tay đánh nhau. Mà bây giờ đúng là động động tay liền có thể đem nhiều như vậy trường sinh dược bỏ vào trong túi. Cái kia, có thể hay không cho ta vài cọng trường sinh dược. Lúc này, một thanh âm giấu trong lòng mong đợi yếu ớt bỗng nhiên vang lên tại Tô Huyền bên tai. Tô Huyền quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tiểu Hắc đang theo dõi cái này nửa tòa mộ huyệt trường sinh dược, ánh mắt tỏa ánh sáng, thèm nhỏ nước rãi. Tiểu Hắc bản cũng là phệ linh thử, thôn thiên phệ địa, không chỗ không nuốt có thể cùng Tô Huyền một dạng, đại phúc hấp thu trường sinh dược bên trong năng lượng. Bởi vậy, Tiểu Hắc nhìn thấy trường sinh dược, tựa như là sói đói gặp dê béo đồng dạng, vô cùng kích động. Có thể, chính ngươi chọn đi. Nhìn đến Tiểu Hắc bộ dáng này, Tô Huyền không khỏi cười một tiếng, nhẹ nói nói: "Ô ô ô, nhiều như vậy năm tháng đi qua, ta rốt cục lần nữa nếm đến trường sinh dược, quá kích động." Đạt được Tô Huyền cho phép, Tiểu Hắc trong nháy mắt nhào về phía một gốc trường sinh dược, một miệng liền đem nuốt vào trong bụng. Oanh. Sau một lát, Tiểu Hắc đúng là trực tiếp phá cảnh. Từ lúc đầu tiên tôn thất trọng thiên đột phá đến tiên tôn bát trọng thiên. Không hổ là truyền thuyết bên trong sinh linh, cái này hấp thu lực lượng tốc độ quả thực có thể xưng không hợp thói thường. Thấy thế, Tô Huyền không khỏi phát ra kinh thán. Liền xem như hắn, hấp thu cái này gốc trường sinh dược, cũng muốn chừng nửa canh giờ, mà tiểu hắc đúng là vẻn vẹn chỉ dùng một lát liền đem một gốc trường sinh dược lực lượng hấp thu song song. Loại này kinh khủng hấp thu tốc độ, thực sự quá kinh người nếu là có thể cho tiểu hắc cung cấp vô tận tài nguyên tiểu hắc chỉ sợ có thể trở thành trên đời này tối cường mấy người một trong tô huyền không khỏi nghĩ đến phệ linh thử thôn thiên phệ địa hấp thu năng lượng tốc độ xác thực nhanh nhưng cũng không nên nhanh như vậy à chẳng lẽ là gia hỏa này tại cái này u minh chi khí vô tận tuế nguyệt hôn đúc phía dưới sinh ra dị biến linh bảo thiên tôn phát hiện vấn đề không đúng nghi ngờ nói mặc kệ nó cái này rất tốt về sau đại chiến lại nhiều một viên đại tướng đối với cái này Tô Huyền lại là tịnh không để ý phải linh thử dị biến, mà là nghĩ đến về sau đại chiến. Mà vừa nghĩ tới về sau đại chiến, Tô Huyền trong lòng cũng biến đến lo lắng, nghĩ đến chuyến này mục đích cuối cùng nhất, phất tay đem nửa tòa mộ huyệt trường sinh dược thu hồi về sau, nhìn về phía Linh Bảo Thiên Tôn, "Linh Bảo, chúng ta cần phải đi." "Ừm, hoàn toàn chính xác muốn làm nhanh điểm, không phải vậy cái kia đuổi không trở về." Linh Bảo Thiên Tôn biết Tô Huyền ý nghĩ trong lòng, nhẹ gật đầu. Bên cạnh trong mộ U Minh Tử cùng cửu U Chiến Hoàng đều phải đến không ít bảo bối, đều cười đến rất vui vẻ, cảm thấy rất hài lòng. Đồng thời, bọn hắn phát hiện, theo Tô Huyền, là thật sự có thể ăn được thịt, điều này cũng làm cho trong lòng cũng của bọn họ càng thêm kiên định theo Tô Huyền ý nghĩ. Tại đem bên cạnh mộ cơ duyên quét sạch sành xanh về sau, hai người chính là tại chủ mộ bên ngoài. Tiếp tục bắt đầu đối Tô Huyền cho bọn hắn tiên kinh tu luyện, thuận tiện cũng chờ lấy Tô Huyền cùng Linh Bảo Thiên Tôn đi ra. U Minh Tử, cửu U Chiến Hoàng, chúng ta đi thôi, nên rời đi. Chẳng được bao lâu, tô huyền thanh âm chính là vang lên tại hai người bên tai để bọn hắn theo trạng thái tu luyện bên trong lui ra. Đại nhân gặp tô huyền xuất hiện, u minh tử cùng cửu u chiến đều là cung kính hồ. Ấy vị này là u minh tử cùng cửu u chiến hoàng chú ý tới tiểu hắc hỏi hắn gọi tiểu hắc là ta tân thu tiểu đệ. tô huyền nhìn tiểu hắc liếc một chút, nói tiểu hắc nghe vậy đầu tiên là sững sờ nghi ngờ nhìn về phía tô huyền không phải nói muốn làm chủ nhân của ta à làm sao hiện tại thành ta đại ca rồi nhưng tiểu hắc rất nhanh thì kịp phản ứng tô huyền không muốn đem hắn xem như một cái sủng vật mà chính là coi hắn là huynh đệ có lẽ đi theo hắn cũng coi là cái lựa chọn tốt tiểu hắc giật mình thầm nghĩ trong lòng